Chúng ta có thể đi đến thế giới cực lạ Thế giới liên hoa tạng Chính là thế giới hoa tạng Trong kinh Hoa Nghiêm nói thiên tịnh mật giáo là một kinh hoa nghiêm nói một tức là nhiều nhiều tức là một một tức là bốn bốn tức là một Bất luận tu theo pháp môn nào Cuối cùng quay về khẳng định là Thế giới cực lạc là... Sanh về thế giới hoa tàn Giang thù phổ hiền Hai vị đại sĩ này Lãnh đạo mọi người giảng sanh thế giới cực lạ Trong tin hoa nghiêm chúng ta thấy hợp đại nguyện dương đạo quy cực lạ đó là đội dự 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong Thế Giới Hoa Tạng mà nói Hữu Kim Cang Đảnh Kim Diệt Duy Thử Phật Sa Tận dĩ Kim Cang Tự Tánh Thanh Tịnh Sở Thành Mật Nghiêm Hoa Tạng Đây là nói đến cả thiền và mật Chỗ về của thiền là hoa tạng Chỗ về của mật là mật nghiêm Giai biểu cực lạc tức mật nghiêm hoa tạng Giai thanh tịnh như lai tạng tâm chi sở hiện kim cang tự tánh thanh tịnh sở thành đến đây những gì có thể nói đều đã nói rõ ràng Chúng ta có hiểu được hay không? Đây mới là Thiên Chúa Chúng ta có thật sự lãnh hội được chăng? Thật sự lãnh hội được Sẽ đoạn nghi sanh tính Nắm chắc một lòng Chuyên niệm không buồn Chúng ta niệm Phật chính là tham thiền Chúng ta niệm Phật chính là trì chủ Thiền và mật ngay trước mắt Chúng ta còn có động tâm chăng Không động tâm Vì biết rằng thành tựu của ta Chính là thành tựu của thiền Chính là thành tựu của mình Trong Đại Tập Kinh Đức Thế Tôn nói Pháp môn niệm Phật Chính là Thiền vô thượng thậm thâm di diệu Đức Thế Tôn đã nói như thế Từ trên nguyên lý mà nói Là buông bỏ hết Nếu tham thiền Mà không buông bỏ Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Thì làm sao mà tham thiền Quý vị phải hiểu rõ chữ tham này Tham có nghĩa là gì? Rời tâm ý thức Gọi là tham Tâm là khởi tâm đồng niệm Ý là mạng na Là chập trước Thức là đệ lục ý thức Là phân biệt Tham thiền là thế nào Buông bỏ Khởi tâm động niệm Buông bỏ phân biệt Buông bỏ chấp trước Gọi là tham Mật cũng không ngoại lệ Ta mật tương ứng Miệng niệm chú Ý quán tưởng Tay bắt ẩn Dùng phương pháp này Mục đích của nó Cũng là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Cùng một đạo lý Nhưng dùng phương pháp không giống nhau Tịnh độ tâm dùng phương pháp Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm Nhưng vẫn phải buông bỏ Quý vị cần phải biết Thiên và mật không buông bỏ Thì nhất định không nhập vào được cảnh giới của nó Tịnh độ tâm cũng như vậy Nhưng nó có phương tiện có được lợi ít lớn Nghĩa là ta chưa có thể hoàn toàn buông bỏ Chỉ buông bỏ chút ít Nhưng có thể giảng sanh Gọi là đới nghiệp giảng sanh Thiền không có đới nghiệp Mơ cũng không có đới nghiệp Chỉ có tịnh độ cho phép Đới nghiệp Công phu của thiền được thành viên cũng vô dụng Vẫn phải lưu chuyện trong luân hồi lục đạo Phải sự nhất tâm bất loạn mới có thể chứng quả a la hán vượt ra khỏi lục đạo Còn có tứ thanh pháp giới Phải tu từ từ duy chỉ có tịnh độ tâm công phu chưa miên mật cũng có thể giảng sanh sự nhất tâm lý nhất tâm phàm phu không dễ đạt được nhưng công phu không miên mật phàm phu mỗi người đều có thể thành tựu vấn đề là ta có chịu hành trì hay không nếu chịu thực hành Không có ai chẳng thành tựu Công phu miên mật là thế nào Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Thì hoàn toàn không có gì nữa Gọi là miên mật Công phu thành phiến Ngoài Phật A-di-đà ra Còn có ý niệm khác là không được Như vậy khi giảng sanh không được chắc chắn khi lâm chung chỉ xem giận mềm như vậy là sao là nhân duyên then chốt là nhất niệm khi lâm chung công phu miên mật và nhất niệm khi lâm chung mới chắc chắn bình thường đã luyện thành không có tạp niệm ngoài phật a di đà ra thì cái gì cũng không có Như vậy khi Lâm chung nhất định nắm chắc phần giảng săn Khi Lâm chung thể hiện điều gì Đó là nhân duyên của mỗi người những điều này đều để cho chúng sanh thấy Để người khác nhìn Còn với chính mình thì không liên quan Đều là giúp người khác sanh tính tâm thêm chánh niệm tăng cường thêm nguyện vọng của họ đối với tịnh đồ chỉ như vậy mà thôi nên khi sắp lâm chung đứng chết ngồi chết hay nằm thiết tường hoàn <laughs> toàn là do nhân duyên tất cả đều có thể làm được những chuyện này chúng tôi đều phải tận mặt nên không phải giả Hơn 40 năm trước Có bà lão ở Đài Nam Đài Bắc Niệm Phật 3 năm và đứng giảng sanh Tôi nhắc lại việc này Bây giờ ở đây Vẫn có người biết làm chứng giúp tôi Lời Pháp Sư nói là thật. Thời gian không dài, chỉ có ba năm, nhất tâm chuyên niệm là đã thành công. Biết trước giờ chết, không sanh bền. Khi giảng sanh là buổi tối, khoảng giờ ăn cơm, bà không nói với người nhà, chỉ nói với người nhà các con ăn trước, đừng đợi mẹ. Mẹ đi tắm một chút. Nhưng con trai con dâu trong nhà rất hiếu thảo, nên vẫn đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy mẹ ra. Họ đi xem Thật sự Đã tắm xong Nhưng không thấy người đâu Nên họ đi tìm Nhìn thấy trong chánh điện Bà mặc y phục rất tề chỉnh Bên ngoài khoác áo tràng Trên tay cầm tràng hạt Đứng đối diện tượng Phật Gọi bà ta không trả lời Xem kỹ thì bà đã giảng sách. Bà không nói với người nhà Sợ người nhà kinh hoàng Làm chướng ngại bà Nên không nói Khi mọi người phát hiện Thì bà đã đi Đây không phải là giả Tuy không nói với người nhà rằng Phật A-di-đà định tiếp dẫn bà nhưng thật đã tiếp dẫn đi Người nhà niệm Phật Nghe nói đoàn tượng khi giảng sanh Không nhìn thấy được Bây giờ biểu diễn để người khác thấy Cảm động biết bao nhiêu người bà lão này ba năm trước mê tín cũng không hiểu gì Phật pháp lấy Phật bồ tát cũng lấy quỷ thần lấy hết ba năm trước con trai cưới vợ con dâu bà hiểu Phật pháp khuyên bà không nên lễ lạy lung tung chỉ nên chuyên lệ bái Phật a di đà Trong nhà thờ quỷ thần đều mời ra hết Chỉ duy nhất một bộ kinh di đà Bồ câu a di đà Phật Niệm đến cùng chắc chắn có lợi ích Không ngờ chỉ mới ba năm đã có lợi ích lớn như vậy